và môi trường chuyên ngành công nghệ thực phẩm dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ Nguyễn Quốc Chi. Đề tài của em là ứng dụng màng bao đa chức năng từ gelatin, cardamom, methyl cellulose, cua gum, chứa dịch chiết và hành tím cho bảo quản thịt bò tươi. Kính mời quý thầy cô và các bạn cùng xem video. Hành tím là một loại thực phẩm quen thuộc được sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy, chúng ta vô tình thải ra môi trường một lượng lớn phế phẩm hành tím gây nên ô nhiễm môi trường. Nhưng bên trong quả hành tím có một nguồn cung cấp hoạt tính sinh học tốt như là khả năng chống oxy hóa, anthocyanin tự nhiên và khả năng kháng khuẩn. Nên trong đề tài của em thì em sẽ tận dụng vỏ hành tím kết hợp với gelatin và hydrocolloid như là CMC, cua gum phát triển thành màng bao đa chức năng và ứng dụng lên thịt bò tươi trong 14 ngày bảo quản. Để thu nhận được dịch chiết của hành tím, vỏ hành tím được đem đi xe nhuyễn và được chiết ly với dung môi methanol HCl 1%, tỷ lệ 73 ở bể điều nhiệt 60 độ C trong vòng 30 phút. Sau đó, dịch chiết sẽ được lọc qua giấy lọc và được cô đặc chân không ở 60 độ C trong vòng 4 giờ. Đầu tiên, 1g gelatin được ngâm trong 100ml nước cất trong vòng 15 phút. Sau đó, 0,5g CMC và 0,5g cua gum được cho vào hỗn hợp gelatin và khuấy đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn. Thêm 2% và 5% dịch chiết của hành tím cùng với 20ml glycerol vào hỗn hợp màng và khuấy đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn. Hỗn hợp màng được đem đi siêu âm ở 50 độ C trong vòng 10 phút và độ đĩa Petri với độ dày là 0,5cm. Sau đó, hỗn hợp đem đi sấy trong tủ sấy ở 60 độ C trong vòng 5 đến 6 giờ. Cuối cùng thu được màng từ gelatin, CMC, cua gum chứa 0%, 2% và 5% dịch chiết của hành tím. Sau đó, em sẽ tiến hành quá trình bọc vào thịt bò tươi và bảo quản trong vòng 14 ngày. Những kết quả về khả năng kháng khuẩn chống oxy hóa của màng chứa dịch chiết vỏ hành tím có thể thấy rằng việc tận dụng nguồn anthocyanin tự nhiên từ phế phẩm vỏ hành tím để tạo thành màng thông minh và ứng dụng để bảo quản thịt bò tươi với những ưu điểm nổi bật về giá thành rẻ, thân thiện với môi trường và còn ức chế được vi sinh vật gây bệnh có trong thịt bò. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã xem video.